Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta đến đây để chúng ta tu bát quan trai, có nghĩa rằng chúng ta tập xuất gia một ngày. Dù đời sống tại gia, chúng ta cũng bắt đầu biết Phật pháp, cũng bắt đầu hiểu được giá trị của giáo lý đạo Phật trong đời sống của mình rồi. Cho nên quý vị muốn tiến xa hơn một chút trong vấn đề thể nghiệm giáo lý của Đức Phật tại đời sống của một người cư sĩ, cho nên quý vị mới phát tâm đến chùa để tu bát quan trai. Truyền thống tu bát quan trai này có từ thời Đức Phật, thưa quý vị, tại vì các vị cư sĩ Phật tử đó, họ phân bì, họ nói tụi con phải vất vả lo cái công chuyện làm ăn kiếm tiền. Rồi những người mà quan chức, tức là các vị vua, các vị quan, thì phải lao nhọc tâm trí để giữ yên đất nước, thì họ thời gian đó họ tu. Nông dân làm ruộng làm rẫy này kia cái nọ thì cũng có được chút thời gian tu. Trong khi đó các thầy thì hoàn toàn gác ngoài tai thế sự, dốc hết tâm của mình vào chuyện tu tập, thì các thầy sẽ được giải thoát sớm. Còn chúng con là người tại gia sẽ không có cơ hội giải thoát cao. Cho nên hôm nay con tới con xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con cái cách tu nào mà chúng con là người tại gia nhưng vẫn được công đức bằng với người xuất gia. Ghê vậy đó, cái đầu chân bơm mà đòi đủ thứ. Quý vị có không? Có chứ sao không có. Vô ăn chay mấy bữa đòi giảng sanh, trời ơi, niệm Phật được mấy câu rồi chạy về với Đức Phật A Di Đà ở cực lạc Tây Phương. Thầy nghĩ lết tới Tây Ninh là cũng giỏi lắm rồi. Thời Đức Phật cũng đã có yêu sách đó, cho nên Đức Phật mới dạy ra các phương pháp tu bát quan trai, tập xuất gia một ngày, nhất nhật nhất dạ 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta buông bỏ hết tất cả và chỉ thọ có 8 giới thôi. Nhưng 8 giới này là thềm thang của thánh vị đó. Chúng ta sẽ tu tập tốt nếu như chúng ta thực tập những cái điều này. Duy nhất ở trên thế giới chỉ có đất nước Tích Lan là hiện tại bây giờ vẫn giữ truyền thống tu bát quan trai. Tới ngày thọ bát quan trai là ngay cả quan chức cũng nghỉ, đóng cửa văn phòng chính phủ và các cửa tiệm cửa hiệu cũng đóng cửa hết, vào chùa thọ bát quan trai giới. Thì quý vị nãy giờ đã thọ bát quan trai giới rồi phải không? Đã thọ giới rồi phải không? Có ai thọ bảy giới không? Thọ 100% 8 giới phải không? Thọ mấy tiếng đồng hồ? 24 tiếng, nhưng mà ở chùa mấy tiếng? 8 tiếng. Còn về nhà giữ giới tiếp 16 tiếng, phải không? Có chắc giữ hết không? Chắc. Về nhà mới là quan trọng hơn là ở chùa đó. Tại ở đây ai ta cũng tu hết, mình không tu mình giống ai, phải không? Về nhà nhiều khi mệt quá, đói bụng quá, rồi thấy con cháu nó mua này kia về ăn, tự nhiên mình không ăn chắc cũng nuốt nước miếng, cũng thèm, rồi có khi cũng sinh tì. Có nhiều bác Phật tử nói với thầy, kể thầy nghe mà tội nghiệp lắm. Tổ con đói bụng quá, thầy con xót ruột, vừa qua xong con ăn tô bánh canh giò heo liền. Trời, nó có thể nói thôi ai biểu bà đi thọ giới chi, ra biểu bà đi tu chi mà làm gì thê thảm đau khổ ghê vậy, phải không? Cho nên quý vị nhất định phải phát nguyện mà giữ giới thanh tịnh. Muốn giữ giới thanh tịnh thì chúng ta phải chuẩn bị cho thân tâm của mình thanh tịnh thì mình mới thọ giới được thanh tịnh, hay nói theo thuật ngữ của Phật giáo là đắc giới. Mà muốn cho thân và tâm thanh tịnh, nhất định chúng ta phải sám hối. Lúc nãy quý vị có sám hối đó, đó. Thầy giới sư truyền giới đó có hướng dẫn cho quý vị cách phát lồ sám hối. Thì như vậy chúng ta sám hối
là một bước khởi điểm rất quan trọng cho tiến trình thanh tịnh hóa ba nghiệp của chúng ta. Dù anh xuất gia, dù chị tu tại gia, nhưng nếu không chuyển hóa được thân tâm của mình thanh tịnh thì có tu ngàn kiếp trăm đời, tu đó chẳng qua chỉ là màu mè bỏ thêm miếng ngò lên tô canh cho đẹp thôi. Nhưng sám hối như thế nào? Điều này rất quan trọng. Hôm nay Thầy xin phép được trình bày với tất cả quý Phật tử tại Đạo Tràng Chùa Bà Đa ở tại Đà Nẵng này qua chủ đề chơn sám hối. Chơn sám hối nói nôm na tức là sám hối thiệt. Thì quý vị cứ lắng nghe rồi suy nghĩ con mình là sám hối thiệt hay mình sám hối dởm, mình sám hối thật lòng hay sám hối nửa đời hương phấn, mình sám hối suốt cả thân tâm này hay là sám hối kiểu quê em hay mùa mưa nắng, nắng sám hối khác, mưa sám hối khác, vui sám hối khác, buồn sám hối khác, vô đạo tràng gặp người dễ thương sám hối khác, gặp người khó ưa sám hối khác, gặp ông thầy chủ trì, thầy chủ trì chào mình niềm nở mình sám hối khác, thầy chủ trì không nói mình tiếng nào mình sám hối kiểu khác, phải không? Sám hối đủ kiểu, sám hối đủ cách hết. Thưa quý vị, kính thưa đại chúng, tại sao chúng ta phải sám hối? Điều này phải khẳng định rằng tại vì chúng ta có lỗi lầm, tại vì chúng ta có sai, chúng ta có nghiệp chướng, chúng ta có những điều chưa thanh tịnh, chưa giải thoát, cho nên chúng ta phải sám hối. Cũng giống như tại sao chúng ta phải giặt đồ, đơn giản tại vì đồ dơ. Chắc có ai lấy đồ mới ra giặt ngày ba lần không? Bà đó bà hơi rảnh à, chẳng những rảnh mà còn bị chạm mạch nữa. Cái mắc cái nghiệp gì mà đồ sạch là đem ra giặt hoài, phải không? Cái bệnh mà bệnh sạch mà sạch quá mức bình thường này là có nghĩa rằng người đó bất bình thường. Cũng vậy, thân của chúng ta không sạch, tâm của chúng ta chưa sạch, chúng ta phải tẩy trừ đi. Cái đó gọi là sám hối. Mình phải khẳng định một điều rõ ràng, chúng ta có lỗi, chúng ta có tội, chúng ta có nghiệp chướng, thì chúng ta phải sám hối. Như vậy, ai sẽ là cái người chuyển hóa được thân tâm của chúng ta trong cái cuộc sống này? Chúng ta hôm nay được gọi là hành giả đó, chứ không phải là Phật tử bình thường nữa. Hôm nay chúng ta là hành giả, tức là người thực tập giáo lý của Đạo Phật trong đời sống mình, dù chỉ là 24 tiếng đồng hồ thôi. Hành giả tức là người thực tập, người thực hành. Và thực hành đây tức là chúng ta làm thiệt, chứ không có tu thử. Không bao giờ để trong tâm của chúng ta có cái suy nghĩ rằng thấy đạo tràng này tu tập, thấy bà con ta đi tục tu tập cho nên mình tới mình tu thử rồi tu làm sao. Thưa quý vị, chúng ta là hành giả, tức là chúng ta là cái người thực tập đó. Nào giờ mình chỉ nghe nói thôi, bữa nay mình tới mình thực tập, mình làm thiệt. Mình làm thiệt bằng cách là chúng ta luôn ứng dụng giáo lý của Đức Phật vào trong suy nghĩ của mình, và mình kiểm soát tất cả những lời nói của mình, những hành động của mình, xem coi nó có làm phiền lòng ai không, có làm tổn thương ai không, có vì một chút niềm vui của mình mà làm phiền người khác không. Quý vị nhiều khi vô tình lắm, thí dụ như mình ngồi đây mà xách cây quạt, quạt sành sạch sành sạch sành sạch, người kế bên nhiều khi người ta nghe không được, nhiều khi nó cản cái mặt người khác nhìn nữa, rồi người ta cũng khó chịu, phải không? Xin lỗi, nóng ai lại không nóng, thầy trò mình ngồi trong này nóng hết á, bị cái nghiệp nóng chung mà. Quý vị xếp cái quạt lại, quý vị chỉ cần 5 phút sau, cơ thể mình nó sẽ tự điều tiết thân nhiệt để chúng ta chấp nhận được cái cảnh này, nó hợp được. Còn chúng ta quạt mà ngưng quạt nó nóng liền à. Không tin quý vị nghe lời thầy, đừng bao giờ quạt đi, 5 phút sau mình sẽ mát, mình sẽ dễ chịu. Đó là cách thứ nhất về cơ thể vật lý của chúng ta, rất là khoa học. Thứ hai là về tâm lý, chúng ta hãy nghĩ xem những người đang gánh, đang bán ở ngoài trời ngoài nắng, người ta nóng hơn mình nhiều, phải không? Tự nhiên nghĩ tới đó cái mình không có quạt.
Bởi thầy không có dám xài quạt quý vị. Quạt hơi nó nhức đầu ghê lắm, tại cái đầu thầy nó không có bảo hiểm. Quý vị có tóc có tai che trắng là thầy không có gì, quạt hơi trợn trắng à. Con lần thầy tới cái chùa đó giảng mà không hiểu tại sao hai bên hai cây quạt, thêm cây quạt ở trên đầu nữa. Thầy không để ý, tự nhiên thầy ngồi hơi sao thầy ớn ớn cái xương sống, hơi cái cứng cái hàm hết nói chuyện luôn. Trúng gió. Cứ để tự nhiên, cho dù có nóng nhưng mà chỉ vài phút sau thôi, cái thân nhiệt của cơ thể mình tự động nó điều tiết cho mình phù hợp với lại cái môi trường đó. Là mình quen, là mình chịu được. Còn mình khởi cái tâm nóng thì mình có quạt cỡ nào nó cũng nóng. Cách chúng ta kiểm soát những dòng suy nghĩ của mình, những cử chỉ của mình, những lời nói của mình, làm sao để mình và mọi người xung quanh đều được sống thảnh thơi. Điều này khó lắm nha quý vị, không phải dễ đâu. Để cho mình thảnh thơi, cho người khác thảnh thơi, đòi hỏi chúng ta phải dẹp đi cái bản ngã. Đâu phải quý vị thích hết, thương hết những người trong đạo tràng này đâu, phải không? Thỉnh thoảng mình cũng phải gặp một cái bà, trời ơi đất hỡi, ngang tàn, coi ai không ra gì, chỉ biết bản thân mình, không biết bà tu cái đạo gì, chứ không phải tu đạo Phật, mà không biết hỷ xả, không biết bao dung, không biết nhường nhịn ai, thậm chí còn quát tháo, còn nạt nộ, còn lên mặt cái kiểu ma cũ ăn hiếp ma mới nữa, phải không? Lâu lâu quý vị cũng phải trợn mắt là bà là ma hả, xin lỗi, tôi là quỷ nè, tôi bẻ nanh bà chứ đừng có giỡn mặt. Dám không? Mộ Phật, biến cái chùa thành cái gì vậy, chứ không ra cái chùa nữa. Cứ ông này liếc bà kia hứ bà nọ thôi, lên đó tù Phật cũng né mình luôn. Do đó chúng ta là hành giả, chúng ta phải nhận diện ra được mình là ai, mình đang là cái gì, mình khổ đau bởi vấn đề gì. Có như vậy chúng ta mới sám hối được. Tức là mình phải biết mình bị bệnh gì. Không nhận diện được mình là bị bệnh gì thì chúng ta sẽ không có cơ hội để sám hối. Cũng giống như không biết mình bệnh như thế nào thì không thể hết bệnh. Nhưng mà chúng ta khổ và chúng ta phiền não từ nơi đâu? Từ nơi thân và tâm của mình. Có hai phương diện. Để quý vị có thể sám hối triệt để được tất cả những nghiệp chướng cho thân thanh tịnh, thì quý vị phải xác định cho được rằng tội chướng, nghiệp báo và phiền não nó khởi ra từ đâu. Chúng ta phải nhận định cho được rằng nghiệp chướng và phiền não bắt đầu từ thân và tâm của chúng ta. Thân và tâm là hai thứ hình thành nên con người chúng ta. Nếu mà có thân mà không có tâm thì mình trở thành một là xác chết, hai là người điên. Cái tâm của mình nó không có một cái kiểm soát gì về cái suy nghĩ. Thì quý vị đã từng tiếp xúc với người bị tâm thần rồi. Thầy đi vô bệnh viện tâm thần này tặng quà cho mấy người đó. Quý vị biết cái suy nghĩ của họ nó không kiểm soát được, giống như chúng ta đưa bánh mì thì theo lẽ mình ăn đi kẹp nách đó. Rồi ngồi nằm ở dưới đất rồi nhìn trời mây nước gì đơn giản lắm. Thầy vô trong thăm cái anh đó bị bệnh, tức là một cái gian phòng đó có những người bị bệnh tương đối nặng. Thầy vô thì quý vị biết chỗ đó ẩm thấp lắm, thì ta thấy cái anh đó chăn mùng ở trên giường, cái anh bệnh nhân đó mảnh chung dưới đất giường anh nằm. Thầy nói ủa sao vậy? Trong giờ thầy đừng có la lớn. Hỏi sao chăn mùng mà không chịu nằm ở trên giường mà nằm chứ? Ông nói con nằm dưới này con trốn mũi, con đánh lừa mũi, con chăn cái mùng nó mũi tưởng con ở trong đó nó bu vô cái giường đó. Rồi con cái bà đó bà chạy tới bà khóc, bà nói thầy ơi thầy cứu con thầy đó. Thầy cứu con có bị điên, con có bị khùng mà tại con của con nó tranh giành tài sản của con, nó đưa con vô đây nè. Cái thầy nói với bác sĩ, thầy nói cái bác này tỉnh quá mà sao vô đây. Các bác sĩ nói không, bác này bị bệnh. Thầy nói cho bác tỉnh quá mà, bác còn xin số điện thoại của thầy, bác gọi cho công an phường nữa mà. Bác mượn điện thoại cho bác gọi á, mà không biết bác gọi cho ai, bác nói gì đó. Cái bác có vẻ buồn lắm, bác nói con buồn lắm thầy, có cái nhà mà hai chị em nó dành với nhau, nó đẩy con vô đây nè, chứ con đâu có tâm thần, con buồn lắm. Con buồn, con không biết làm gì, con leo nóc nhà, con thấy cuộc đời con nó không có lối thoát, mà nhìn xung quanh mấy chị em nó toàn là dân tâm thần, con phi thân vô đây con ở mới yên đó thầy. Bà nói tới đó mới lòi cái đuôi điên ra. Quý vị thấy lúc đầu bà nói tỉnh với sợ không?
Tới lúc sau mà thầy nghe câu bà leo nóc nhà, bà phi thân vô đây bà ở, bà mới yên. Còn ở nhà bà tâm thần không? Chứng tỏ bà tâm thần, bà mới nói kiểu đó. Khi mình có thân mà mình không có tâm thì mình, một là đời sống thực vật, hai tức là mình bị liệt, mình không có cảm giác, không phân biệt gì được gì nữa đó. Đúc cho mình ăn thì ăn, mở mắt nhìn mà không biết gì hết, ngu ngơ không nói chuyện được, những người mà bị tai biến nặng đó. Thứ hai là mình chết, và thứ ba là bị tâm thần. Còn có ai mà có tâm mà không có thân không? Có không? Có ai mà không có thân mà có tâm không? Có. Ma nữ vô tình, tức là ma là quỷ đó, không có cái thân vật chất này, không có cái thân năm uẩn này, không có cái thân tứ đại này, nhưng mà có cái tâm. Tức là nếu mà có tâm mà không có thân, tức là những người mà đã chết rồi đang sống ở cảnh giới của trung ấm thân, chờ thọ sanh, chờ tái sinh, hoặc giả là chưa siêu thoát, chúng sanh ở những cảnh giới đó. Cho nên mình là một người bình thường thì nhất định đã đến đây tu tập phải khẳng định được rằng thân và tâm cấu hợp lên cái cơ thể này để cho chúng ta phân biệt. Nhưng mà thân này nó có thật không quý vị? Không. Thân này hồi nào chúng ta còn trẻ, còn đẹp, mắt xanh mài liễu, còn bây giờ mắt úa tóc vàng, tại vì mới đi nhuộm. Tại vì mình phải biết một điều là cái thân của mình nó tạm, nó không có thiệt. Hồi nào nó trẻ, nó đẹp, bây giờ nó già rồi, có nghĩa rằng thân này nó giả. Quý vị thấy đó, ở trong xóm của mình thôi, có người mình mới đi chợ mình gặp buổi sáng, buổi chiều nghe tin người đó đã rời xa cõi đời này. Đó là một sự thật. Có khi người quen thân với mình, họ dẫn xe ra đi làm rồi họ không có cơ hội để quay trở về nhà nữa. Đó là một sự thật. Vậy mà không lo tu. Cho nên khi chúng ta tới đây thọ bát quan trai đó, các vị đã tu tập rồi, mình phải hiểu cho được một điều rằng thân này từ nơi đất nước gió lửa, nó không có thật, nó giả. Cho nên nó sẽ có thể bệnh bất kỳ lúc nào. Gió nhiều hơn chút xíu là mình cảm thấy người mình khó thở. Nước nhiều hơn một chút trong cơ thể là mình cảm thấy nặng nề, thấy không? Đất nhiều hơn một chút xíu là mình cảm thấy là mình ăn uống là nó khó khăn, bước đi nó mệt mỏi rồi. Lửa nhiều hơn một chút xíu là người mình nó sốt. Chỉ cần cơ thể mình hơi nóng nó nhiều một chút xíu là mình cảm thấy bị sốt rồi. Mà từ trước tới giờ có ai không bệnh không quý vị? Ít nhiều mình cũng sổ mũi, cũng nhức đầu, cũng đau bụng. Điều đó minh chứng được rằng cơ thể mình bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể ngã gục xuống. Đó là cái thân đó. Mình hiểu được cái thân này nó giả như vậy thì đâu có gì đâu mà chúng ta phải bám víu vào nó. Chúng ta phải hơn thua. Là thấy có nhiều người khó khăn lắm nha. Ăn uống cũng khó khăn, ngủ nghỉ cũng khó khăn, tiếp chuyện với người khác cũng khó khăn. Cho nên cuộc sống này chúng ta phải để ý đến cái thân của mình. Để làm gì? Để mình lấy nó làm phương tiện tu tập, chứ không phải chúng ta trao chuốt cái thân này. Giống như chiếc xe, chúng ta phải vô dầu, vô mỡ thì mình mới đạp được, mới chạy được. Nó xe có đạp thì mới tới cảnh giới Niết Bàn. Cũng giống như thân này nè, nó có ăn, có uống vô, có thở không khí, có chỗ để mình sinh hoạt thì mình mới có thể duy trì sự sống, làm phương tiện để tu tập. Chứ hoàn toàn người mà tu thiệt đó, hành giả đó, không có trao chuốt thân này. Quý vị đồng ý không? Cho nên ai mà lỡ có điệu rồi đó, thôi thì ngày hôm nay stop here, dừng lại, khỏi điệu nữa. Vì ngày mai có thể cắt hộ khẩu ra thành phố buồn rồi, điệu làm gì? Ở đây thầy xin phép thưa với lại quý vị, chúng ta trân quý thân mạng này để tu tập, chứ không phải chúng ta trao chuốt thân mạng này để thỏa mãn những cá tính của mình, mang tinh thần ái nhiễm và dục lạc. Chúng ta phải quý đôi mắt này. Tại vì sao? Đôi mắt này có thể nhìn rõ đục trong, có thể phân biệt được đây là thật, kia là giả, để chúng ta tu tập. Chúng ta trân quý lỗ tai này để có thể nghe được đạo lý. Chúng ta trân quý lỗ tai chúng ta để có thể đón nhận những cái lời nói mà giúp cho chúng ta chuyển hóa được thân tâm. Chúng ta trân quý cơ thể này để chúng ta biết được rằng một ngày khi cơ thể này nó sẽ không có
không có hoạt động được nữa. Cả khối người muốn sống mà sống không được, trong khi chúng ta lại hủy hoại sự sống, hoặc giả là chúng ta đắm nhiễm mà làm cho thân mình mất đi cái khả năng căn bản của nó đối với một người tu tập, đó là phương tiện để quán chiếu. Vậy mà con mắt của mình không có sử dụng đúng với tinh thần của người học đạo, thì liếc, thì thấy đó, đôi mắt là cửa ngõ tâm hồn, bây giờ đôi mắt biến thành dao cạo bén ngót vậy đó. Còn lỗ tai mình để chắc lọc âm thanh, lắng nghe như Bồ Tát Quán Thế Âm, nghe những nỗi đau khổ của con người, nghe những tiếng đau khổ tận đáy lòng của mình mà mình không nghe, toàn là nghe thị phi, nghe những cái chuyện tầm bậy tầm bạ, để rồi chúng ta phiền não, chúng ta gây gổ người này gây gổ người kia. Mà xin hỏi quý vị gây với ai? Gây với gia đình mình, với người thân mình, chứ gây với hàng xóm nó quánh cho chết. Mình phiền, thầy nói đúng quá, bác cái té hò luôn. Mình phiền não là mình toàn là kiếm người thân mà mình trút không à. Đây là một cái sai lầm, cho nên không nên giữ phiền não trong lòng bằng cách chúng ta sử dụng cái thân này nó đúng. Chúng ta trân quý cái thân là để làm phương tiện tu tập, chứ không phải chúng ta chiều chuộng cái thân này để mà chúng ta muốn làm cái gì thì làm. Cuộc sống này nó quá nhiều cái khổ đau phiền não rồi thưa quý vị, mà ngay nơi đây hãy chúng ta nhận ra được phiền não nơi thân, chúng ta sẽ có cơ hội giải trừ được phiền não nơi thân. Ai không thích ngồi một cái chỗ nào đó cho nó mát mẻ, phải không quý vị? Nhưng mà chùa Bà Đá nó được nhiêu thôi, cho nên ngồi phải chật, nó phải nóng. Ai không thích vào trong một cái hội trường lớn mà để thấy mặt ông thầy, nhưng mà chùa Bà Đá nó có nhiêu đây, cho nên mình tới sau buộc lòng mình ngồi ngoài sân. Mình ngồi ngoài sân thì mình nghe ông thầy nói chuyện cũng được, phải không quý vị? Không, thầy hỏi mấy người ở ngoài sân kìa, chứ không phải ở trong này. Ở trong này quý vị ấm rồi, phải không bà con cô bác ở ngoài sân? Khi mình chấp nhận được hoàn cảnh hiện tại, chúng ta sẽ bình yên. Chứ bây giờ muốn gặp mặt ông thầy sao gặp được? Tại vì mình ngồi ngoài sân rồi đó. Cứ chờ đó, lát thầy giảng xong thầy ngồi lại để cho quý vị gặp, thầy nhớ chuẩn bị cúng dường. Thầy phải gợi ý chứ. Chúng ta chấp nhận được cái đó, chúng ta sẽ chuyển phiền não thành an lạc. Như thế chúng ta có thể khẳng định được rằng an lạc nó gắn liền với phiền não, hạnh phúc nó nối tiếp với khổ đau. Chỉ cần nhận thức của chúng ta đúng, chúng ta sẽ an lạc. Nhận thức lệch, chúng ta sẽ khổ đau. Chứ không có ai đem tới hạnh phúc cho mình đâu quý vị. Đừng trông chờ người ta đem tới. Vì sao? Không có vấn đề tình cho không biếu không đâu. Ai đem tới cũng có điều kiện nho nhỏ hết. Chẳng qua nó chưa lòi ra thôi, nó chưa thể hiện thôi. Đừng có mơ, đừng có lầm, phải không? Mấy đứa con còn trẻ đó, khi nó tới với mình quý vị thấy không, nói rất là ngọt ngào, nhưng rồi một ngày kia tình vụt bay xa, bắt đầu anh đứng đây ngàn lời xin lỗi em đó. Thì vỗ tay nếu mùa đau khổ rồi phải không con? Tại sao ngày đầu tiên tới nó không nói lời xin lỗi đi, nói lời ngọt ngào đủ thứ hết, cho nên mình đã lầm. Mình đã lầm, mình đã bị lừa. Bây giờ tới nghe, nghe nó hát thì anh hứa cùng em đi suốt quãng đường đời, mà sao không đi trọn đường em đi. Lúc đó mới tá quả tâm tình quỷ này sở khanh. Cuộc sống nó là như thế, hai mặt nó gắn liền với nhau. Mà ở đây thầy xin phép nói về cái thân trước, để chúng ta không chấp chặt vào trong cái thân này. Cái yếu tố của để hình thành đến cái thân này chỉ có đất nước gió lửa, theo tinh thần của Phật học phân tích. Cho nên chúng ta không có gì mà phải chiều chuộng cho nó quá nhiều, để rồi sanh hư. Có mấy anh muốn đi tới chùa thầy tu tập, mà đi tới tu thôi chứ ra khách sạn ở cho nó mát. Ở chùa không có máy lạnh. Nói chứ mấy thầy ở dưới gốc cây ở trong hang đó làm sao, người ta ở trong chùa suốt đó người ta nóng rồi làm sao. Anh nói nhiều khi con cũng muốn xuất gia lắm, nhưng mà với điều kiện cho con cái phòng có máy lạnh. Thầy nói ông đi xuất gia gì, ông đại gia chứ xuất gia gì, từ khi nào ông lột da rồi ông mới xuất gia được. Thầy nhớ có cái cô đó, cổ dẫn con, cổ đi tới chùa thầy xin xuất gia, mà
mà cổ đem theo cái gối ôm. Cô đem theo cái gối ôm cho con cổ, mà hồi đó quý vị biết khó khăn lắm, 20 năm chứ. Cô đem theo cục xà bông cao mai nữa. Cô nói con của con không có gối ôm, nó ngủ không được, rồi phải có xà bông tắm này kia kia nào. Thầy nói con bà đi tu hay là con bà đi chơi? Rồi đi tu người ta phải khó khăn, phải khắc khổ một chút xíu để mình tự đối diện với mình. Đối diện cái gì? Đối diện với cái tham dục từ nơi thân này. Chúng ta tu nhiều đó thôi. Ai mà không thích ăn ngon, phải không quý vị? Dọn ra một cái mâm đồ ăn ngon, nhưng mà đồ ăn ngon nó nằm ở xa. Trước mặt mọi người buộc lòng mình phải ăn cái món ở gần đây, phải không? Nhưng mà mình tiếc hùi hụi à, tại vì mình ngồi không đúng chỗ. Thầy hay đưa ra cái thí dụ, có người đem tới cho thầy một cái mâm thức uống, nhiều loại thức uống đó. Có sinh tố nè, rồi có kem nè, rồi có nước trà đá nè, có nước lọc nè. Mọi người đang nhìn thầy, thầy bưng ly nước lọc rồi uống liền để được điểm 10. Nhưng mà con mắt thầy đâu có rời cái ly kem. Thực tế lắm. Cái sự tu tập của chúng ta cần phải thấy cái thực tế đòi hỏi ở nơi thân và tâm này. Tham dục đó chúng ta cần thấy. Để làm gì? Để chúng ta hiểu được rằng thân này rồi tôi cũng sẽ phải già. Tôi không thể nào tránh khỏi cái già. Thân của tôi thế nào cũng sẽ phải bệnh. Không bao giờ tôi tránh được cái bệnh. Già chắc chắn thân của tôi sẽ phải chết. Không bao giờ trong cõi đời tạm bợ này tôi tránh được cái chết. Tất cả những thứ đó do mình tạo ra từ trong quá khứ. Cho nên nghiệp nhân đó dẫn tới cái kết quả đời này chúng ta thọ ra thân nam hoặc thân nữ, thân cao hoặc thân thấp, thân khỏe mạnh hoặc là thân đau yếu, rồi chúng ta có tiền hay không có tiền, tất cả đều do thân khẩu ý nghiệp mình tạo ra từ trong quá khứ đến bây giờ. Khi mình thấy được có thân, chúng ta biết được những cái nghiệp gắn liền với cái thân này. Đâu có gì ngồi đây, có gì mỏi chân không? Ở nhà mình xin lỗi, mình ngồi trên ghế có massage nữa, giơ cái tay là con mình nó đưa ly cà phê đá rồi, con nó bóp tay bóp chân mệt rồi vô phòng bật máy lạnh lên nằm coi tivi rồi nó coi người bí ẩn rồi cười cho nó thoải mái. Nhưng mà tại sao phải tới đây ngồi trong một cái chỗ chật hẹp nóng, lại nghe ông thầy ông nói chuyện dai dài dở nữa? Tại sao? Tại vì chúng ta hiểu được rằng thân này mà có cung phụng cho nó rồi thì cũng 100 năm về chốn xa xăm cuối trời. Mình là khách ở trọ chốn dương trần mà, chứ mình đâu có tới đây mình làm chủ đâu. Giỏi lắm 100 năm thôi, mà nói 100 năm là mình nói cho nó ngon vậy thôi, chứ xin lỗi ra nghĩa địa coi, mấy năm cũng có, mấy tháng cũng có, chứ đừng nói 100 năm. Mình bây giờ là sống mấy chục năm là xin lỗi, mình quá ngon lành rồi, phải không? Một ngày đi qua cuộc đời mình có nghĩa rằng chúng ta đang lết dần tới nghĩa địa. Càng ngày càng lết dần tới nghĩa địa. Vậy mà tới sinh nhật trọ thổi đèn rồi ước mơ này kia, mừng quá, hôm nay má được 35 tuổi, 60 tuổi. Xin lỗi, mà lết tới nghĩa địa còn mấy năm nữa thôi, mà tăng thêm 1 tuổi có nghĩa là mình tiến gần tới cái chết thêm 1 năm nữa. Đạo Phật gọi sống là chết. Chúng ta phải quán chiếu được cái chết đang hiện hữu trong sự sống. Cho nên chúng ta không có gì vui hết. Chúng ta chỉ mừng là trôi qua một ngày chúng ta còn tỉnh táo, chúng ta còn biết nhận được sự việc trong cuộc đời này. Thầy thấy có nhiều Phật tử đi tới chùa khóc, nói đời con khổ. Thầy nói con không khổ đâu. Nói sao không khổ? Thầy từ khi lấy chồng tới giờ con không có một ngày vui. Chồng thì không trách nhiệm phản bội, con cái thì lại hư hỏng, làm ăn thì thất bại, cho nên sao không buồn? Thầy nói con nên vui đi. Tại vì có nhiều người họ còn không biết họ đang ăn cái gì, họ không nhận ra được người thân của mình. Mình còn khóc được có nghĩa rằng mình còn đang biết mình buồn. Điều này chứng tỏ rằng mình tỉnh táo hơn nhiều đối với lại mấy cái người tâm thần, phải không? Mình còn đi tới đi lui, mình còn quẹt nước mắt, còn lao nước mắt, còn than thở đời tôi khổ này kia, vẫn còn hạnh phúc hơn những người đang thở oxy trong phòng cấp cứu. Mình có phước hơn nhiều mà. Tại sao mình không giữ cái thân này cho nó bình lại, tâm này cho nó ổn lại, để cho tất cả những cái nghiệp thức ở trong cái cuộc sống này do chính chúng ta tạo ra mình điều chỉnh được. Thầy xin phép được nói cái vấn đề này nhiều để quý vị thấy được thế nào là chân sám hối. Là nhiều khi mình không biết được mình đang bị cái nghiệp gì, mình không biết mình đang bị cái tội gì,
rồi buồn quá, khổ quá, cái mình cứ nói tôi gây ra cái tội chướng gì, cái nghiệp gì mà tôi khổ như thế này, tôi khổ hơn đời cô lụ. Lúc mình gây mình không biết, mình không nhớ, nhưng mà tới khi khổ thì mình lại than, mình lại trách, rồi mình lại thắc mắc. Cho nên ở đây thầy xin phép để nhắc quý vị rằng chúng ta sống giữa những người thân của mình, giữa những người thương của mình, tại vì mình thân với họ, tại vì mình thương họ. Mặc dù họ không thân với mình, mặc dù họ không thương mình, có khi họ giẫm nát trái tim mình, nhưng chúng ta vẫn phải trân quý những ngày hôm nay. Một mai kia chắc chắn mình bỏ xa cuộc đời thì mọi thứ đều buông hết. Mọi thứ buông hết, chúng ta nắm được gì ngoài cái nghiệp chướng? Vậy thì hôm nay chúng ta phiền não để làm gì? Chúng ta buồn phiền để làm gì? Mai này chúng ta đem cái buồn phiền đó nữa, cái não phiền đó nữa, nó làm tư lương để chúng ta tái sinh qua cảnh giới sau, thì như thế đau khổ tiếp nối khổ đau. Mình học Phật rồi, mình không có khờ khạo nữa. Buồn 5 phút cho vui thôi, chứ mình không buồn, ta nói mình con điên. Mình không buồn, ta nói mình ông khùng. Đó, mình cũng buồn, nhưng mình kịp thời tỉnh táo để mình quán chiếu được rằng chúng ta có thể chuyển hóa được những suy nghĩ đó, không phiền não nữa. Cái này gọi là chủng tử, tức là cái hạt giống chúng ta thay đổi được, vì nó không có ngã chấp. Chúng ta buồn đó rồi chúng ta cũng có thể vui đó, chúng ta hạnh phúc đó chúng ta cũng có thể khổ đau đó. Cho nên bản chất của khổ đau nó không tồn tại vĩnh hằng, và hạnh phúc cũng không có chắc thật. Thành công nó cũng đâu có bền, mà thất bại nó cũng đâu có lâu dài. Tất cả nó chỉ thay đổi theo nhân và theo duyên. Chúng ta lợi dụng vào cái thay đổi này, bản chất bất định này, mà chúng ta có thể tìm được sự an lành trong cuộc sống. Đó là người biết tu tập. Quán chiếu được điều đó, người đó gọi là có chánh niệm, có tỉnh thức. Mình phải biết mình đang bị bệnh gì thì mình mới có cơ hội chữa hết bệnh. Cũng thế, mình tu tập chỉ có mỗi một việc là quán chiếu để xem chúng ta đang phiền não và khổ đau bởi nguyên nhân nào, yếu tố nào trong cuộc sống này. Vì chồng phản bội, hay là vì vợ ngoại tình, hay là vì con cái nó không nghe lời mình, hay vì sự nghiệp nó sụp đổ, hay là vì bạn bè họ đối xử tệ bạc với mình. Chẳng qua quý vị không có trung thực khi quán chiếu, cho nên chúng ta cứ lấp lửng qua ngày, thôi kệ nó, sống qua ngày chờ qua đời, phải không? Lỡ khổ rồi cho mày khổ luôn. Mình phải có trách nhiệm với bản thân của mình, phải không quý vị khán đài à? Trời, tội nghiệp bác, lớn tuổi quá, thầy nói bác có nghe rõ không? Bác đồng chánh, trời, răng rụng hết rồi. Năm nay bác 85 tuổi chưa? Bác 8 mấy? 40. Trời, 88 tuổi bác còn khỏe quá. Thầy nói bác nghe bác hiểu. Con cái bà đó, thầy cũng hỏi bà đó, bà không nghe. Thầy nói, thầy mới nói cái áo bác dính cái gì kìa, cái bà giờ là bà phủi, chứng tỏ bà nghe. Bà nghe mà khi thầy hỏi bà nói bà không nghe. Mà quý vị biết đó, lớn tuổi rồi mà còn cầm điện thoại nhắn tin nữa, trời xì tin ghê vậy. 70 tuổi chứ ít sao. Ở đây thầy xin thưa với đại chúng như thế này: muốn chuyển hóa nghiệp thức của mình, thân tâm của mình, nhất định chúng ta phải trung thực và quán chiếu để thấy rõ được sắc thân vật lý này là giả tạm, những nỗi buồn phiền trong tâm của mình là do tham chấp của mình mà ra, do giận hờn, do tham chấp, do làm theo ý của mình mà nó dẫn ra những cái phiền não. Người ta không làm theo ý mình sẽ phiền não liền. Mình hiểu được tất cả những cái thứ đó thì chúng ta sẽ biết được rằng thân này là thân tạm, thì như vậy chúng ta có tuệ giác rồi, chúng ta không có phải chấp chặt vào cái thân này nữa. Thân này không phải là tôi không kẹt vào nơi thân này nữa. Tôi sống một cái cuộc sống thênh thang giữa cõi trần thế này, nay sanh ở đây, mai sanh ở chỗ khác,
Quý vị thấy trong một ngày thôi chúng ta nói tiếp nhau bao nhiêu vui buồn. Cho nên có lần thầy thưa với đại chúng đó, mình nên nhìn mình một cách khách quan, rằng mình là diễn viên trên sân khấu cuộc đời. Sáng mình đóng vai thành công, chiều mình đóng vai thất bại. Tối mình đóng vai hạnh phúc, sáng mình đóng vai của người tuyệt vọng. Mỗi một buổi, mỗi một giờ, mỗi một khắc đi qua cuộc đời mình, có thể là mình sẽ đóng một vai diễn. Thì sân khấu cuộc đời khi nào nó kết thúc quý vị? Tới khi mình nhắm mắt buông tay thôi. Cho nên chúng ta đừng làm diễn viên, mà hãy làm khán giả nhìn lên sân khấu cuộc đời. Quý vị đồng ý không? Khi mình là khán giả đó, mình sẽ không bị cái vở tuồng đó nó chi phối mình. Còn mình làm diễn viên nhất định mình phải nhập vai, nhập từng vai diễn một, vai ác, vai thiện, vai hiền, vai dữ, vai thành công, vai thất bại gì chúng ta phải nhập. Nhưng mà khi mình làm diễn viên thì mình không có nhập vai, mình chỉ cảm xúc một chút xíu thôi. Xong rồi thì chúng ta trở lại đời sống thường nhật. Cho nên người tu tập nên làm khán giả nhìn lên sân khấu cuộc đời, chứ đừng bao giờ làm diễn viên hòa nhập vào trong sân khấu đó. Tại vì mình làm diễn viên chúng ta sẽ không có cơ hội để thoát. Không bao giờ. Chúng ta hãy tỉnh lại những cái giấc ngủ của mình, những cái giấc mộng của mình giữa bầu trời cao rộng này, muôn vàng tinh tú lao sao, ánh trăng vằng vặc. Có khi ta chỉ là một chiếc lá cuối thu, có khi chúng ta chỉ là một giọt mưa thu ở trước thềm, có khi chúng ta cũng chỉ là một nụ cười miên man hay một ánh mắt đau buồn. Tất cả những thứ đó sâu chuỗi lại hình thành nên cuộc đời của chúng ta. Và cuộc đời của chúng ta vui hay buồn, chúng ta chỉ lấy những cái chuyện buồn chúng ta trùm lên, chúng ta cho rằng đời mình buồn. Thực chất có khi nào đời mình buồn hết không? Cũng có những cái vui, nhưng mà tại vì chúng ta không bình tĩnh, không trung thực để phân định giữa vui và buồn, thành công và thất bại, cho nên chúng ta không thể nào thoát ra khỏi những quan điểm cá nhân đó. Thí dụ chúng ta đi xe chúng ta bị ói, có khi nào chúng ta đi xe chúng ta bị ói 100% không? Cũng có những lúc chúng ta không ói, nhưng mà hễ chúng ta bị ói cái chúng ta gieo cái tư tưởng đi xe là bị ói, bị sai xe. Hễ bước lên xe là tự nhiên muốn chóng mặt, phải không? Hễ bước lên xe cái là mình muốn chóng mặt. Chóng mặt bởi cái tư tưởng sai xe, chứ không phải bởi cái cơ thể sai xe. Lâu dần nó sẽ hình thành cái nếp suy nghĩ đó và chúng ta không thoát ra được. Thí dụ như bây giờ ở đây nè, mình nghe ai nói bà ráng nghe thầy Thiện Luận giảng đi, chút nữa tôi chuẩn bị cho bà dĩa sòi chua với chén nước mắm đường dầm miếng ớt, tự nhiên nuốt cái miếng cái ớt liền. Có mấy người nuốt được. Đâu có dĩa sòi với nước mắm đường đâu mà tự nhiên mình cũng nuốt nước miếng, là tại vì sao? Tại vì mình từng ăn nó rồi và từng biết cái cảm giác là cái miếng sòi chua chấm vô mình cắn một cái rớp, nó trời ơi, nó ngọt ngọt, nó chua chua, nó mặn mặn, nó ca ca, trời nó ngon, sao thầy cũng nuốt nước miếng. Cái đó mình đã từng ăn và cái cảm giác đó mình từng biết và nó đi sâu vào tiềm thức của mình. Bây giờ không cần nó hiện ra đâu, chỉ cần nghe ai nhắc tới chúng ta cũng thèm chảy nước miếng. Nó cô này nuốt này thầy thấy rõ ràng. Như vậy tại sao chúng ta không tập cho mình một cái thói quen mới với những suy nghĩ mới, mà chúng ta cứ để cho nó chìm mãi vào cái thói quen cũ và những cái suy nghĩ cũ? Có những cái hạnh phúc chúng ta không đón nhận nó, chúng ta không duy trì nó, chúng ta không công nhận nó. Vô tình chúng ta cứ để mình chìm vào trong những nỗi buồn miên man, cho nên cả cuộc đời mình cứ buồn. Thầy thấy có nhiều Phật tử đi chùa nhiều lắm quý vị, mà mở miệng ra cũng chán lắm thầy. Con chán, con nản, toàn là chán nản. Xin lỗi, cuộc đời này đâu có chán như nản. Có những phút giây thăng hoa, có những khoảnh khắc hạnh phúc, tại sao mình không lấy cái đó ra, mà chỉ lấy những cái chán nản mình chùm lên. Như vậy những người này tu tập không có tỉnh giác quý vị, mà không có tỉnh giác, không có công khai, không có công nhận và công tâm để đón nhận cái đó, thì mình sẽ vô tình bỏ lỡ cơ hội an lạc cho chính bản thân mình. Mình chờ ai đem tới an lạc cho mình? Xin lỗi, không có đâu quý vị. Đừng có hồng đó. Đừng có hồng mà người ta đem tới an lạc cho mình. Tất cả đều có điều kiện hết, nhưng mà người ta đem cũng không được. Tại vì sao? Biệt nghiệp. Mỗi người, cái nghiệp nhân của mỗi người khác nhau. Mình không lo tu lo tập rồi tới ngáp gần chết để kêu người ta tới niệm Phật cho mình giảng sanh. Xin thưa, never. Không bao giờ. Người ta chỉ tới tạo cho mình một cái nhân duyên tỉnh giác thôi,
để giúp cho mình cận tử nghiệp, chánh niệm, giúp cho tiến trình tái sinh của chúng ta tốt hơn, chứ không phải hồi tới hồi niệm Phật vẫn cầu hộ niệm cho mình làm mình được vãng sanh. Cái này hoàn toàn sai lầm, không bao giờ có. Nói cho quý vị biết, trong kinh Hoa Nghiêm giải thích rất là rõ, để được vãng sinh, người đó phải là những người phát tâm chân chánh, thanh tịnh, tu tập nhiều đời nhiều kiếp. Nói đơn giản là Bồ Tát. Mình là Bồ Tát chưa? Toàn là Bồ Tọt không, rồi vãng sanh mất ớn. Cả đời chưa ăn chay, bữa chưa niệm Phật câu, thậm chí tôn giáo khác cùng bài xích Phật giáo, gần chết thôi ai vớt cũng được. Cho nên mời đạo tràng hộ niệm tới xúm lại, hộ niệm niệm xong cái rồi vãng sanh đi đâu? Có trời mà biết á. Cái đó là không có đúng với tinh thần của Phật giáo đó nha quý vị. Đi tới mình niệm Phật để mình gieo cái duyên, gieo cái duyên cho người đó được khởi lên chánh niệm tỉnh giác trước khi chết. Xin lỗi, mình là người có lợi ích này, chứ không phải cái người chết đó có lợi ích đâu. Mình tới mình hộ niệm cho họ cũng có nghĩa rằng hộ niệm cho mình, thấy họ chết trước mắt để biết được rằng họ chết rồi mình cũng sẽ phải chết, để mình tu tốt hơn, để mình giữ chánh niệm. Cho nên cái người đi hộ niệm là cái người có lợi ích lớn, và họ thấy được cảnh vô thường, chứng kiến ở trước mắt. Ai chứng kiến cảnh vô thường đó, mình có thể mà mình buông ra mình sân si được không? Mình có rảnh mình đi chữa lộn không? Trời ơi, chết tới nơi được chữa lộn gì nữa bà, phải không quý vị? Cho nên đi hộ niệm thực chất là tu cho bản thân mình, chỉ gieo một cái nhân duyên cho họ khác, họ bằng cái câu niệm Phật, để họ có thể niệm Phật, họ quên đi cái đau, để họ không tham chấp, họ không bị cái đau chi phối, họ không kẹt vào cái ngã, không bị vướng vào cái thân ngũ quẩn này, họ không chấp nữa. Thì như vậy tiến trình tái sinh của họ nó thênh thang, nó tốt hơn. Chứ không phải mình tới mình làm cho họ vãng sanh đâu, đừng có hòng, không có chuyện đó đâu. Thầy thấy có nhiều chỗ tổ chức xong rồi tuyên bố, trời ơi thầy ham quá, tại vì thấy họ vãng sanh nườm nượp như thầy nôn ghê vậy. Thầy cũng trong thầy giao chùa lại để tới đó thầy cầu cho họ hộ niệm, như thầy cứ ai ngáp ngáp chết rồi hộ niệm cái họ tuyên bố vãng sanh à. Lá lùng ghê vậy, hoàn toàn trong kinh không có nói về chuyện đó nha quý vị. Thầy dám đảm bảo với lại quý vị, chứ bao giờ có kinh nào trong Tam Tạng kinh điển nói, ngoại trừ mấy cuốn sách và lá cải tào lao, không có cơ sở, nói không có cơ sở. Tại vì sao? Tại vì phải y kinh mình tu tập mới được, mình nương theo lời của Đức Phật mình tu mới được, còn mình nói ai nói không được, nó không ở tù mà. Nhưng mà bây giờ quý vị tin mấy người đó hay tin Phật? Thầy thì tin Phật chắc ăn, phải không? Mình có y Phật, mình tin Phật à. Còn mấy người kia có tu kiểu gì, xin lỗi, cũng lang thang trong nẻo luân hồi thôi. Chừng nào anh giải thoát thì tôi mới tin anh, chừng nào chị siêu thoát thì tôi mới tin chị. Cho nên trước mắt tôi tin Phật cho chắc ăn, phải không quý vị? Cho nên chúng ta biết được tất cả những biểu hiện trong cuộc sống mình, từ những suy nghĩ vui buồn, chúng ta phải kiểm soát. Mình kiểm soát nó, mình mới có thể khống chế được nó, hoặc là chuyển hướng được nó. Nếu không, quý vị không bao giờ tìm được sự bình yên cho mình hết. Thôi thì người ta không cười với mình, thì mình hãy cười với mình. Mình cười với mình đi cho nó bình yên, phải không quý vị? Đó, mình niệm Phật cho mình đi, mình thiền tập cho mình đi. Hiểu được như vậy, chắc chắn rằng sống giữa những cái người thân, dù họ không thân mình, sống bên cạnh người thương, dù họ không thương mình, chúng ta vẫn giữ tâm bình thản được. Như vậy hạnh phúc có phải nằm giữa những khổ đau không? Có phải giải thoát giữa những buộc ràng không? Chứ ai đem hạnh phúc tới cho mình? Ai đem giải thoát tới cho mình? Không có đâu. Bây giờ quý vị đang ngồi đây tê chân nè, rồi ai tới bóp chân cho mình? Không, mình tự bóp đi, phải không quý vị? Đó, mình ngồi xếp bằng, mình mỏi chân quá thì mình đổi cái tướng, mình ngồi dẹo qua cái chân bên, rồi có thể mình duỗi cái chân xéo ra, như vậy để cho cơ thể mình thoải mái. Vậy thôi, mình cũng Nam Mô Di Đà Phật, xin phép thầy cho con duỗi chân, chứ giờ mỏi quá biết làm sao giờ, phải không o? Chẳng những o mỏi chân mà o còn ngủ gục nữa. Nãy giờ thầy thấy ngồi ngay mặt tiền mà ngủ tỉnh bơ vậy, thầy buồn dễ sợ luôn. Kiểu này thầy chỉ có nước gì hưu non thôi. Trời ơi, mới nãy thầy MC giới thiệu giảng sư nổi tiếng mà, đúng không? Từ trong nước tới hải ngoại mà tới đây giảng có người ngủ lên ngủ xuống vậy.
Xin thưa với đại chúng, sở dĩ thầy nói nhiều vấn đề về xã hội và thực tiễn để quý vị thấy được rằng mình tu lý tưởng quá mà không đi tu vào thực tế đời thường. Mình cứ đòi thành Phật, mình cứ đòi giảng sanh không à, mà cái phiền não của mình nó rất đơn giản. Ví dụ như con cái nó ăn xong nó không dọn lại, nó bày ra tùm lum, quý vị bực mình không? Bực gần chết đi chứ. Trời, ta đi tu bác quan trai cả ngày ta mệt mà ta còn thấy đống chén này là ta phiền não rồi nha mày. Phải không quý vị? Như mình thể hiện cái sự tu tập của người hành giả, chúng ta biết phiền ngay đó, thôi mày không rửa, mẹ rửa. Mỗi lần mẹ không có tu, mẹ rửa chục cái còn sáu cái. Tại mình cằn nhằn nó, bực bội mình dằn mắm sáng chén. Bây giờ mình có tu mình rửa nhẹ nhàng thôi. Nó rửa cái chén Nam Mô Di Đà Phật, nguyện cho ai ăn cái chén này cho nó mau thành Phật. Mẹ từ bi mà, mẹ dễ thương mà. Tại vì tụi bay thành Phật tao mới khỏe, chứ tụi bay lạng rạng đây tao mệt quá. Phải không quý vị? Còn ổng đi đâu mà tới khuya bắt mình mở cửa, mình mệt quá, mình cằn nhằn cũng phải mở cửa cho ổng đi vô. 11, 12 giờ đêm cũng mở đó. Bây giờ mình có tu rồi, vui vẻ vô đi, rõ đầu miệng tụng chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Ông giảng sanh tôi mới bình yên, chứ ông chàng ràng thì tôi mệt quá. Phải không quý vị? Mấy o răng mà cười dữ rứa. Mình có tu mà, trong nhà có hai người mình không mở cửa là ai mở cửa? Mình dặm dò mình cũng mở cửa, mình quýt thấy mình cũng mở cửa. Thôi thì mình cứ đi nhẹ nhàng, mình mở cửa vô đi. Đây thao nước nóng nè, rửa mặt đi cho tỉnh táo, ly nước chanh nè, uống đi rồi ngủ một giấc ha. Rồi mai tôi có chuyện cần bàn với ông. Nhẹ nhàng vậy đó, ngọt ngào vậy đó. Quý vị làm được không? Phải làm được, tại vì mình không làm được mình bực bội lắm, mình khó chịu lắm. Đi đâu tới giờ này mới về? Nó rồi mình dặn dặn ông đi với ai? Đi với con mẹ quỷ đó nữa phải không? Nó khổ không? Tại sao lòng mình là một đạo tràng, tâm mình là đạo tràng mà. Trong đại thừa cái tính luận nó trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng. Như vậy chúng ta đã đánh mất đi cái đạo tràng của mình, có phải mình thiệt thòi không? Mình phiền não không? Rồi mình hỏi rồi ông không trả lời, rồi mình tức, ông nói thiệt đi, tôi tha thứ cho ông nói cho tôi nghe coi ông đi với ai. Lỡ ông nói ra rồi mình có bình yên không? Không bao giờ. Quý vị đừng có khờ dại mà bắt ông trọng khai ra. Ông khai ra mình còn khổ đau hơn nữa, quý vị biết không? Là bắt đầu từ đó xin lỗi ông đấy, anh đi với con Hồng. Từ đó quý vị đừng có Hồng mà niệm Nam Mô với Đà Phật mà toàn là niệm con Hồng không à. Trong đầu mình ám ảnh con Hồng rồi phải không quý vị? Trời ơi, thôi đi mấy cái đó là rác, dẹp qua một bên để cho chị đem hoa sen vào lòng mình. Đó là Nam Mô với Đà Phật. Ông đi với ai thì kệ ông, không có ép, không có cần phải ép ổng khai ra. Khai ra rồi lòng mình đâu có bình yên. Mình bị ám ảnh bởi cái tư tưởng, cái suy nghĩ đó rồi, mai mốt mình gặp con Hồng của mình thấy khó chịu liền phải không? Xin lỗi, chẳng những gặp con Hồng mà mình gặp má con Hồng mình còn khó chịu nữa. Gặp anh con Hồng, em con Hồng, bạn con Hồng mình cũng khó chịu. Tại sao mình lại phải gieo nhiều cái nhân phiền não cho bản thân mình khi mình đối diện với tất cả những con người đó? Quý vị cứ nhắm mắt đi, 50-50 sẽ khỏe hơn. Tranh tối tranh sáng gì đó, ông làm gì kệ ông, miễn tiền không mẻ một xu. Đồng ý không? Trời ơi, quản lý trái tim không được, thôi quản lý tài khoản cho nó chắc ăn. Không cần. Ai rước gì rước cho ông rồi thôi. Hồi tối quý vị biết á, tình cờ thì nói chuyện với Phật tử, thì mở lên cái tivi có một cái, có một cái diễn đàn gì, có một cái ông đạo diễn nói chuyện với một cái cô đó. Cô này cô kể ra một cái tình huống, có một cái chị này làm vợ cái anh đó, có hai đứa con rất là ngoan. Đùng một cái biết ra anh này đã có một đứa con riêng và giấu đứa con đó gửi qua bên Úc nuôi. Cho nên cái chị này chỉ đau khổ quá, chị hỏi cái anh kia phải xử lý làm sao. Thầy ngoài này trả lời luôn cho bà mừng chứ. Trời, bà khỏi phải nuôi, người ta đem gửi đi thì bà mình khỏi phải lo, người khác nuôi mình khỏi phải nuôi, khỏe quá rồi. Bây giờ xin lỗi ông đem về đây một chục đứa bà cũng phải nuôi, bà cũng phải lo, phải không? Phải không quý vị? Cứ thắc mắc là tại sao ảnh gian dối, ảnh giấu, chứ bây giờ không lẽ ông công khai sao ông cưới được bà? Phải không quý vị?
Cho nên quý vị đừng có tin chót lưỡi đầu môi đàn ông năm bảy lá gan nghe quý vị. Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người, phải không con? Gật đầu. Những lời đường mật ngọt ngào là những lời khó tin nhất. Thầy nói như vậy là quý vị phải phải biết chắc như vậy, phải không anh? Anh già kìa, anh này cũng già phải nữa kìa. Cho nên mấy o đừng có mặt khờ khạo. Đó, ngọt mặt thì chết rồi. Đó, đừng có ham. Cho nên chúng ta nhận diện được cái phiền não nó ở ngay trong cuộc sống này từ người thân mình, chứ đừng có tính những cái cao siêu. Và chúng ta giải trừ phiền não nó, chúng ta nhận dạng nó qua khía cạnh của một con người biết hối cải. Đó là tiến trình sám hối của người tu tập. Như vậy chúng ta sám hối là gì? Chúng ta ăn năn tất cả những điều mà chúng ta đã từng làm, chúng ta từng nói, chúng ta từng khởi lên cái suy nghĩ. Những điều đó làm tổn thương người khác, làm tổn thương mình, làm cho chúng ta phiền não. Chúng ta phát nguyện chừa bỏ, không tái phạm lại, từ bây giờ cho tới đời sau. Đó là sám hối. Muốn sám hối hết lòng triệt để, chúng ta phải bao dung. Có bao dung chúng ta mới sám hối được. Tại vì đâu phải là mình phiền vì mình làm, mà đa phần mình phiền vì người khác làm, phải không quý vị? Quý vị khỏe thôi chứ quý vị về mà mệt mỏi ông chồng xin lỗi chứ đôi giày ông bỏ ra đó mà đôi vớ nó không bỏ vô đôi giày là quý vị bực mình à. Nhưng mà quý vị đây làm ở cơ quan bữa đó gặp thì tăng lương được thưởng hay được vui vậy đó, xin lỗi một chục đôi giày quý vị cũng sẵn sàng dẹp, phải không? Rác ngập tới đầu gối quý vị dọn cả đêm cũng vui. Nhưng mà gặp cái chuyện gì bực bội ở trong cơ quan hay trong công chuyện về, ở nhà một chuyện nhỏ thôi quý vị cũng khó chịu, cũng nạt nộ. Tờ báo đó xin lỗi ông chồng ngày nào cũng coi, cũng dục ở đó mình cũng xếp. Nhưng mà mình đang hạnh phúc mà mình đang vui cho nên xếp bao nhiêu cũng được. Chứ bữa nay mới gây lộn với xếp xong về nhà, thấy tờ báo mà coi mà không xếp ngay ngắn là dục luôn, xé luôn, phải không? Cho nên quý vị cứ nhìn cái mặt bằng chung phiền não do ai đem tới, người khác đem tới cho mình. Này nói theo bình thường này, mình thấy người khác đem tới cho mình. Bây giờ mình muốn khác hơn, chỉ có một cách, mình bao dung. Sống bao dung. Nếu ai đã làm tôi đau khổ, bằng lời nói hay là hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp, tôi nguyện xin sống bao dung. Phải không? Thì có như vậy tự nhiên lòng mình thanh thản liền à, mình sẽ cảm thấy bình yên liền. Và điều đó nó sẽ có một cái tác dụng ngược lại rằng, nếu tôi đã làm ai đau khổ, bằng lời nói hay là hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp, xin hãy tha thứ cho tôi. Quý vị phải mạnh dạn, phải dũng cảm nhìn ra vấn đề này, chứ nếu không là không có được. Không có cái chuyện mà mình tự lừa dối mình. Khi mình lừa dối mình, chúng ta có thể cúi qua được vì người thân người ta thông cảm, người ta thương mình. Nhưng lương tâm chúng ta vẫn rai rứt, và căn bản của nhân quả vẫn không thể nào kết thúc được. Cho nên chúng ta phải trung thực, chúng ta thông cảm với họ, bao dung với họ, thì chúng ta sám hối mới được. Bên cạnh cái thân, cái tâm của ta, nó đóng một vai trò quan trọng trong cái vấn đề chỉ huy và sai khiến đời sống của mình. Hãy ai làm thuận ý mình, chúng ta thích. Không thuận ý mình, chúng ta bực. Mà thích thì chúng ta kéo vô. Kéo vô nắm giữ không được, chúng ta cũng bực. Không thích chúng ta đẩy ra. Đẩy không được, xô không được, tránh không được, chúng ta cũng phiền não. Cho nên quý vị thấy, thích hay không thích, nắm vô hay đẩy ra, tất cả đều làm cho lòng của chúng ta phiền não hết. Như vậy, cuộc đời chúng ta ngày nào là ngày bình yên quý vị? Thầy thấy có nhiều Phật tử trẻ tới chùa, họ thành đạt, họ hạnh phúc, thu nhập ổn định, con cái ngoan ngoãn. Thầy hỏi chứ con có gì lo không? 90% đều nói dạ thưa thầy con rất là lo. Thầy hỏi lo gì? Có một ông chồng đạo đức, hiền lành, con ăn hiếp ổng chứ ổng chưa hề lớn tiếng với con. Con cái cũng ngoan ngoãn, thu nhập cũng ổn định, tiền lương bao nhiêu chồng ổng đưa cho mình hết rồi, con còn lo cái gì nữa? Nói trời lo lắm thầy, không biết hạnh phúc này còn tồn tại bao lâu nữa. Khi thầy nghe thầy suy nghĩ cuộc đời này đúng là như thế, phải không con? Người đứng ngoài cửa sổ
Có lo không? Lo. Ông chồng mình hôm nay ông ngoan, ông hiền với mình, chứ ngày mai có thể ông vợ chứng tại vì bạn bè ông rủ rê. Phải không con? Cho nên đang hạnh phúc như thế vẫn lo hạnh phúc nó tan vỡ. Đang ngọt ngào trong êm ấm vẫn lo ngày mai tất cả chuột khỏi tầm tay của mình. Đó là thực tế của cuộc sống đó quý vị. Thầy thấy có nhiều đứa trẻ nó tới chùa thì nó rất là ngoan, lúc nó 12, 13 tuổi, nhưng tới 15, 16 tuổi bắt đầu nó nổi loạn. Nó chống đối lại mẹ nó, nó cãi lại ba nó, dạch có thể sẵn sàng nó xách gói ra khỏi nhà nếu ba mẹ nó không chịu ý nó. Rồi ai khổ? Cha mẹ khổ chứ con cái nó có khổ đâu. Nó còn nói nó có bạn nó lo. Mà thiệt thòi cũng thuộc về con gái thôi. Nó ngu vậy đó. Nó không có biết được những cái nỗi khổ đau của cha mẹ nó. Rồi con cái lớn lên một chút xíu mình cũng lo. Tới khi dựng vợ gả chồng nó mình còn lo nữa. Không biết nó chọn cái người đó có phải là cái người mà xứng đáng để nó gửi gắm không. Giống như hai mẹ con, cái cô đó tới chùa thầy, nhờ thầy nói giùm cho cái đứa con. Đứa con là cô giáo nha. Trong khi đó bác sĩ tới hỏi cưới nó không chịu, nó đi chịu cái thằng xì ke. Chịu đời có nổi không? Thầy nghe thì cũng không chịu được. Bà mẹ bà khóc hết nước mắt, bà tới bà nhờ thầy nói giùm cái thầy hỏi nó. Nó quay qua nó hỏi mẹ nó, con lấy chồng hay mẹ lấy chồng? Trời ơi, trời mai là thầy không đẻ ra, nếu thầy đẻ ra nó chứ thầy tức, thầy cắn lưỡi thầy chết đó. Cha mẹ nào không tức khi nghe con cái nói vậy phải không anh? Trời, nó hỏi con lấy chồng hay mẹ lấy chồng, bà mẹ bà tức quá bà khóc. Thầy mới nói con không được phép nói như thế. Đương nhiên là con lấy chồng, nhưng con lấy chồng con hạnh phúc, điều đó có nghĩa rằng mẹ con rất yên lòng. Và ngược lại, con khổ đau trong hôn nhân, mẹ con cũng tan nát cả trái tim. Hạnh phúc và nỗi buồn của con gắn liền với trái tim của người mẹ. Người Việt Nam là như thế đó. Nếu con đi qua Mỹ, qua Âu, qua Tây ở thì con nói câu này được. Nhưng con ở Việt Nam con phải biết tất cả thành bại nhục dinh của đời con cũng là của mẹ. Con nghĩ đi, ba con mất năm con mới có 5-6 tuổi thôi. Mẹ con ở như vậy nuôi con tới bây giờ đã trải qua hơn 20 năm. Mẹ con không đau lòng, không lo lắng sao được? Mẹ con cũng có niềm vui vậy. Tại sao mẹ con hy sinh niềm vui của bản thân một người đàn bà chồng chết năm 30 tuổi để ở như vậy nuôi con tới lớn? Mẹ con là một người phụ nữ đi trước. Mẹ con biết được con sẽ là người phụ nữ đi sau. Có những khắc khoải của đêm trường, có những nỗi đau khổ của một người đàn bà. Con không có được phép nói như vậy. Nhưng mà con nhỏ này cô giáo sao mà nó lì ghê vậy? Nó nói nhưng mà con yêu rồi sao giờ? Nó nói con muốn yêu ai con yêu. Chuyện đó bình thường, đâu có ai cấm cản trong tình yêu. Nhưng con phải suy nghĩ một điều rằng hoa trái của tình yêu đó là gì? Quyền được yêu và yêu người khác, chuyện đó bình thường. Nhưng phải nhớ yêu thương của Phật giáo, đó là giá trị của sự hiến tặng hạnh phúc. Mình có khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người khác mà không chấp ngã, không ái nhiễm, không hưởng thụ, đó là yêu thương theo tinh thần từ bi của đạo Phật. Con nên tập yêu thương như thế. Con chọn chồng, con chọn người bạn đời mà để cho mẹ con phải đau khổ rai rứt, tội nghiệp mẹ con. Thầy chỉ nghe cái anh đó xì ke không, thầy cũng phản ứng rồi. Mai mốt ảnh có thể ảnh bỏ vợ được, chứ anh đâu có bỏ xì ke được. Anh nói tình yêu của con tin có thể làm cho ảnh cải thiện, làm cho ảnh bỏ đi những cái xấu đó, ảnh cải thiện con người. Thầy nói trái tim của con lớn lắm, sự kiên nhẫn của con cũng lớn, nhưng mà con nên nhớ sức người có hạn. Thôi thì con cứ đánh cược cuộc đời của con đi, để coi mai này rồi mới biết được thực chất hạnh phúc hay khổ đau. Dạ con cảm ơn thầy đã chỉ giáo cho con chấp nhận mà. Hãy con thương thì con chấp nhận. Cưới cho bằng được 6 tháng thôi rồi ly hôn, mà ly hôn không được mới đau khổ, cũng chạy tới chùa. Thầy nói làm sao giúp sao cho con, tụng cái kinh gì để con ly hôn với chồng con? Thầy nói thầy chưa có học cái kinh đó. Làm gì có cái bài kinh tụng để ly hôn. Trời ơi,
Cho nên quý vị thấy tất cả đều do đâu? Mang tiếng là từ cái thân, nhưng thực chất từ nơi cái tâm. Từ nơi cái tâm của chúng ta, nó dẫn dắt chúng ta từ cảnh giới này qua cảnh giới khác. Cho nên chúng ta mới tham đắm, chúng ta mới ái nhiễm, do từ si mê mà ra. Chúng ta thiếu tuệ giác, cho nên ai nói cũng không nghe hết. Thầy biết ở đây cũng có rất là nhiều bà mẹ đau khổ khi con cái mình không nghe. À, mình là một người đàn bà, căn bản một người đàn bà đi trước sẽ biết được hết những nỗi khắc khoải của một người đàn bà, biết được những nỗi khổ trong trái tim của một người đàn bà. Thương cho con mình, nói nó không nghe, nó còn cho mình bà già của lỗ sĩ nữa kìa. Đó, rồi làm sao? Tất cả đều từ nơi suy nghĩ của chúng ta. Cho nên cái tâm rất là nguy hiểm. Chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu với tâm ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như bánh xe lăn theo chân con bò kéo. Đó. Cái tâm của mình là như thế. Cho nên bây giờ chúng ta sám hối là chúng ta luôn quán chiếu về những móng khởi ở trong tâm của mình, thưa quý vị. Nhìn về tổng quát, tâm mình là mặt đất, và tất cả những ý nghĩ đó là gieo hạt giống lên trên đất. Mọi hạt giống đều từ mặt đất này mà phát sinh, cho nên gọi tâm địa là như vậy. Và phát sinh ra hoa trái tốt hay đèo đẹp, khổ đau hay hạnh phúc, tất cả cũng từ mảnh đất tâm này mà ra. Cho nên là hành giả mà tỉnh giác tu tập, cho nên chúng ta ứng dụng giáo lý của đạo Phật vào trong đời sống hàng ngày của mình. Quý vị đừng có đợi nửa tháng rồi tới chùa thọ bát quan trai mới sám hối, mới tu tập, nó muộn mất. Còn 13 ngày còn lại chúng ta tu kiểu gì? 13 ngày còn lại chúng ta mới đối diện với khổ đau cuộc đời. Cho nên Thầy chỉ mong quý vị luôn ứng dụng Phật giáo vào trong đời sống hàng ngày của mình, để chúng ta nhận diện được nó, thấy được hạt giống nào nó đang nảy mầm ở trên mảnh đất tâm này, thì chúng ta mới có cơ hội chuyển hóa phiền não, khổ đau đó mới thành an lạc. Thì chắc chắn chúng ta mới sám hối thành công đó. Quý vị thấy mình quỳ trước Phật, mình sám hối không? Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thị tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Trời, nghe nó dễ thương quá. Vậy mà ra ngoài cổng chùa thôi, con mình nó đón mình trễ chút xíu, giờ này mày mới giác mặt tới hả mày thằng quỷ? Coi như quên Phật mất tiêu. Mất tiêu rồi, chúng ta đâu có sám hối gì nữa thấy không? Con đã do vô minh lầm lỡ gây ra bao nhiêu lỗi, từ vô thị kiếp đến nay trên ba phương diện, đó là lời nói, hành động và suy nghĩ. Hôm nay con được quỳ trước Đức Phật, con mừng quá đi thôi. Đường luân hồi con đi mòn mỏi rồi, nay con được quỳ dưới đài sen, con xin sám hối tất cả những lỗi đó và nguyện không tái phạm trở lại nữa. Nếu có đứa nào chàng ràng, xử nó không đẹp, không ăn tiền. Phải kèm thêm câu đó nữa để Phật thông cảm. Tu giỡn mà người ta nói mình tu hú, mình không chịu, khổ vậy đó chứ. Đó, quý vị thấy không? Mình quỳ trước Phật, mình nói như thế này: con đã gây bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si, nay con thải điều xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày với chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Trời, nghe nó dễ thương quá. Hip hop ghê không? Rồi ôi, có biết tắt điện thoại không? Ây da, đi vô nghe giảng mà còn ăn trầu nữa. Mô Phật à, còn xách cái nồi cơm điện vô nữa kìa. Sâu chuỗi không, cầm ở tay mà đeo lên tuốt ở trên nách. Thôi chết rồi, tắt cái điện thoại đi, con tắt giùm cho bác đi. Dạ, để nó reo. Mai mốt vô tu không có ăn trầu nha không? Nhai trầu rồi sao nhớ niệm Phật? Đố quý vị vừa ăn trầu vừa niệm Phật được không? Phải tập. Cầm cục thuốc xỉa đẩy qua Nam Mô A Kéo lại Di Đà Phật.
Lấy vô ra tên trọng quẹt cái Nam Mô A, quẹt cái Di Đà Phật, cuốn lại cái Nam Mô A, cuốn lại Di Đà Phật, bỏ vô cắn cái rớp cái Nam Mô A, cắn cái nữa Di Đà Phật. Đó, mình nhai bên đây cái Nam Mô A, mình đẩy qua nhai bên đây Di Đà Phật. Vừa ăn trầu vừa niệm Phật cũng được. Mình tu như vậy mới được chứ, nhưng mà chỉ có vừa chữ lộn là không niệm Phật được. Chỉ có một là niệm Phật, hai là chữ lộn thôi. Có vậy phải niệm Phật nhiều, phải tu tập nhiều như vậy. Mình phải phát nguyện là bao nhiêu lầm lỗi chúng con không tái phạm trở lại những lỗi lầm xưa. Mình tu ngay trong đời sống thường nhật mình như vậy mới được quý vị. Chúng ta mới chuyển hóa được thân tâm này. Cái đó mới là sám hối thiệt. Chứ còn mình sám hối chỉ quỳ với Phật thôi, bước ra khỏi cổng chùa xin lỗi Phật là Phật, con là con như Phật, hai thế giới cách xa, Phật thông cảm. 13 ngày sau con trở lại diện kiến Phật tu tiếp. Chết rồi. Các vị thầy nghĩ nửa tháng đi chùa một lần là cũng nhiều rồi. Có người cả tháng đi không được lần nào. Có người ở sát bên chùa chưa chắc họ đi chùa đâu, nhưng mà quán cà phê nào họ cũng đi hết á. Đó. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Khi mình sám hối lỗi lầm này từ nơi thân tâm này, tâm nó thanh tịnh rồi, thì quý vị thấy đó, nó còn gì lỗi lầm nữa. Tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng thanh thản rồi, thì mây bạc trôi trên bầu trời ngàn xưa vẫn là mây trắng ngàn năm trôi như thế. Chỉ có lòng người bất trắc trước cảnh hợp tan của dâu bể mà thôi. Nước chảy mây trôi, lòng sầu bất trắc. Ở đời này ai chẳng đối diện với tử biệt sanh ly. Mây vẫn trôi, nước vẫn chảy, hoa vẫn rơi, lá vẫn rụng. Đó là chuyện của đất trời. Đức Phật dạy chúng ta đơn giản lắm. Đó ngày xưa đó, tôn giả Bàn Đặt đi vô chùa tu tập. Châu Lợi Bàn Đặt là em của Châu Lợi Bàn Đà. Châu Lợi Bàn Đà là chứng quả thánh A-la-hán. Châu Lợi Bàn Đặt đi vô thì Đức Phật dạy có bài kệ không thuộc. Thậm chí đưa cái chổi kêu quét. Hơi nhớ cái chổi thì quên quét, mà nhớ quét thì quên chổi. Cho nên sau này người ta hay chọc là dốt, rồi dốt giống như Bàn Đặt vậy đó. Thì ngài Châu Lợi Bàn Đà mới giận quá, mới nói thôi đi về nhà đi, đừng có tu nữa. Dốt quá tu làm cái gì? Tốn cơm tốn gạo của đàn na thí chủ, anh cũng xấu hổ lắm. Mang tiếng anh mình chứng quả A-la-hán, còn em thì dốt gì đâu mà dốt. Đặt cắn mai, Châu Lợi Bàn Đặt mới ngồi khóc. Ngồi khóc thì Đức Thế Tôn mới thấy, mới tới hỏi tại sao con khóc. Châu Lợi Bàn Đặt mới nói là con muốn đi tu mà anh con đuổi con về nhà không cho tu là tại vì con dốt quá, con không nhớ gì hết. Thì Đức Phật mới nói thôi bây giờ con đừng có nhớ gì hết á, con chỉ nhớ một câu thôi, đó là giữ tâm ý trong sạch. Thì ngài chỉ quán chiếu cái tâm ý trong sạch thôi. Quý vị thấy không? Rất là quan trọng. Vậy mà cũng chứng quả A-la-hán. Và cũng cái câu này Đức Phật dạy cho một thầy tỳ kheo, đó là thầy Nang Đà, là em họ của Đức Phật, là một vương tử mà xuất gia mà cứ nhớ vợ, vợ đẹp con xin nhớ lầu đài này kia cái nọ. Cho nên là chán nản đủ thứ. Đức Phật phải bắt giữ nhiều giới. Không chịu, nhiều giới quá làm sao con giữ được. Đức Phật nói thôi khỏi cần giữ nhiều giới, chỉ cần biểu một giới đó ông có thể giữ được. Dạ con giữ được. Đức Phật nói rồi, một giới là giữ thân tâm thanh tịnh. Một giới đó thực sự là nó trùm hết tất cả các giới. Tại vì bao nhiêu giới kia cũng với mục đích là giữ cho thân tâm thanh tịnh. Ông mừng quá, Đức Phật thương mình mà, Đức Phật là anh mình mà. Cho nên có một cái trường hợp đặc biệt, mở ngoặc đơn đặc biệt cho ổng giữ một giới thôi, ưu đãi cho ổng mà giữ thân tâm thanh tịnh. Nhưng ổng đâu có hiểu được giữ thân tâm thanh tịnh nó khó vô cùng. Ổng phải nghiêm cẩn tu hành, lúc nào cũng giữ chánh niệm thì thân tâm nó mới thanh tịnh. Cho nên người tu tập của chúng ta phải hiểu được giá trị của một đời người, chớ khinh những điều thiện nhỏ cho rằng nó chưa đến mình. Như giọt nước nó thật sự nó nhỏ, nhưng mà dần dần nó làm lần tràn đầy cả một lu to.
Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Trung thân hành thiện, thiện du bất túc. Tức là cả đời làm thiện, thiện nó còn chưa đủ. Chỉ cần một ngày làm ác, ác tự hữu dư. Bây giờ chúng ta sám hối là chúng ta phải nhìn về những cái thiện và cái ác mà chúng ta đã làm ở trong cái cuộc sống này, thưa với lại quý vị. Chỉ có cách đó quý vị mới có khả năng chuyển hóa được thân tâm của mình. Có một cái bài kệ dạy cho chúng ta rất là hay về vấn đề sám hối mà chúng ta xưa nay chúng ta quên đi. Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải điều không, đó mới gọi là chân sám hối. Lâu lâu quý vị đọc lại bài kệ này. Cái thứ nhất, chúng ta xác định được tội từ đâu khởi. Tội từ tâm khởi thôi. Thì bây giờ mình đem cái tâm mình ra sám hối. Tâm đó là gì? Là ghen tương, là nóng nảy, là giận hờn, là tật đố, là ghen tị, là ích kỷ, là càm ràm, là nhăn nhó, đủ thứ chuyện hết. Phật thì niệm có dài sâu thôi là bắt đầu kể ra tính sổ với Phật để mà mong Phật ban cho công đức. Còn giận hờn triền miên mấy chục năm không bỏ, mình không phát hiện ra cái nỗi khổ đó, cái tội đó do tâm mình tạo. Thì bây giờ mình đem tâm sám, đem tâm sám hối. Tội tùng tâm khởi tương tâm sám, tức là tội từ tâm mình khởi ra thì đem cái tâm đó đi sám hối, chứ không có đem cái khác đi sám hối. Chứ mình quỳ mình lại Phật bao nhiêu mà mình không thật tâm sám hối, nghiệp nó không có hết. Khi chúng ta bị phạt đó, chúng ta có thể quỳ, chúng ta có thể lại mấy ngàn lại, nhưng mà không thật tâm sám hối thì có lại 8 tháng, 10 năm thì cũng y vậy thôi. Nhưng người thành tâm sám hối một lại thôi, họ có thể dứt được nghiệp hà sa. Tại vì một lại đó bằng thân tâm thanh tịnh, tức tâm tức Phật. Thì một lại đó quý vị biết nó rất quan trọng, nó chấn động cái tam thiên đại thiên thế giới. Vì mình đem được cái tâm thanh tịnh của mình ra, mình đem được cái tâm đó mình sám hối thì tội nó tiêu. Mà tội đã tiêu rồi, tâm đã tịnh rồi, cả hai nó không vướng bận, lòng mình thanh thản lắm. Chúng ta không còn ngã chấp, không còn pháp chấp nữa. Chúng ta lại Phật, không còn thấy Phật, sám hối không còn thấy tội nữa. Chỉ biết sám hối, chỉ biết lại, và cũng không biết mình là người đang lại. Trên lại bao nhiêu lại vẫn không thấy mệt. Và chúng ta với Phật không còn là hai nữa. Cho nên có câu tội tiêu tâm tịnh thải điều không. Rất quan trọng chỗ này. Tâm chúng ta không còn phân biệt. Đây là đang ở trong cảnh giới của đại định đó quý vị. Chỉ cần bước thêm bước quý vị có thể chứng quả. Đó mới gọi là chân sám hối. Quý vị thấy sám hối, pháp môn này nó quan trọng không? Rất là quan trọng đối với người tu tập của chúng ta. Cho nên bắt đầu một cái thời khóa nào chúng ta cũng sám hối hết. Đó, chúng ta đọc tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn, tịnh pháp giới chơn ngôn, quý vị thấy không? Đó là một cái hình thức sám hối. Sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh rồi chúng ta mới thọ trì kinh điển. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới đón nhận được dòng sửa pháp đó và ứng dụng vào trong đời sống tu tập của chúng ta. Khi có lỗi lầm, nếu mình chỉ quan tâm tới việc cầu nguyện suông thôi thì lỗi lầm của chúng ta không bao giờ được chuyển hóa chắc chắn. Cho nên quỳ trước Phật mà mình khấn nguyện: con Bành Thị Lẹm ghét cái bà đó, bà đã ghét con khổ sở quá, bây giờ con cầu Phật làm sao cho bà buông con ra, bà buông luôn ông chồng con ra. Cầu nguyện nó không có hiệu quả nhiều đâu quý vị. Chỉ cần chúng ta thành tâm, chúng ta sám hối thôi. Còn khấn nguyện chẳng qua chỉ nhắc lại cho chúng ta thêm sự nỗ lực và tinh chuyên hơn, có thêm nghị lực thôi. Đó. Mà tỉnh giác với đời mình thì chúng ta sẽ an lạc trong đời sống tu tập của mình với tất cả mọi người. Cho nên hễ chúng ta tu tập mà chúng ta có sự quán chiếu về nơi tâm này là gốc gây ra tất cả những tội lỗi, hôm nay chúng ta đem cái tâm đó ra mà sám hối thì lập tức tội nó sẽ có cơ hội tiêu diệt. Mà khi tội tiêu diệt thì chúng ta với Phật không còn xa. Hay nói đơn giản hơn, chúng ta mỗi một ngày sẽ một tiến đến lộ trình giải thoát an lạc. Đó gọi là chân sám hối. Thưa quý vị,
Trong cuộc sống này ai cũng có những phiền não, ai cũng có những lỗi lầm hết. Nhưng mà làm thế nào để cho chúng ta không có còn vướng bận bởi những lỗi lầm của chúng ta tạo? Chắc chắn chúng ta không trở thành cái kẻ lì, chúng ta không thể trở thành cái người không biết tầm quý, mà chúng ta là người Phật tử, là một hành giả tu tập, nhất định chúng ta phải là người tỉnh giác. Mà tỉnh giác thì cần phải soi rọi để thấy được lỗi lầm đó từ đâu phát sinh. Chúng ta biết được lỗi lầm đã phát sinh từ tâm rồi, từ mảnh đất tâm này những hạt giống đó nảy mầm, nó mọc ra, thì chúng ta đem cái mảnh đất tâm đó chúng ta cải thiện, tức là chúng ta đem tâm ra chúng ta sám hối. À, chúng ta sám hối như thế thì chúng ta mới có cơ hội lọc được hết tất cả những phiền não từ ở trong thân và tâm này. Dù mai kia chúng ta trở về với cát bụi, nhưng hôm nay chúng ta nguyện sống tỉnh giác. Thân tâm này sẽ là thân tâm của một hành giả, không còn làm đau khổ cho mình, không còn làm đau khổ cho ai. Để mỗi một ngày trôi qua trong cuộc đời mình và mọi người gặp nhau trong an lạc và hỷ xả. Vâng, xin tạm biệt quý vị. Kính bái bạch thượng tọa giảng sư, nếu không phiền lòng xin cho đại chúng được có vài phút được tham vấn trực tiếp với thượng tọa, và có hoan hỷ không? Kính bạch thượng tọa giảng sư, như Đức Phật đã nói, tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật ở trong tương lai. Vậy tại sao thầy lại giảng niệm Phật ở hiện tại không thể vãng sinh cực lạc? Như thế con có tiếp tục giữ vững niềm tin niệm Phật và tu tập hay không? Xin thưa, để nói thêm quý vị hiểu câu hỏi này, thực sự là các vị đã phụ lòng thầy giảng nãy giờ nghe không hiểu gì hết. Niệm Phật là gieo cái nhân thành Phật. Niệm Phật là gì? Là hằng sống với tỉnh giác. Phật là tỉnh giác, niệm Phật là hằng sống. Niệm Phật tức là hằng sống với tỉnh giác. Chúng ta quen sống với là tào lao rồi, cho nên bây giờ mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình niệm những danh hiệu đó để mình khắc chế lại cho cái miệng mình bớt nói tào lao. Lỗ tai mình nghe được tiếng niệm Phật để mình bớt nghe những cái tào lao. Tâm của mình hướng tới Phật để tâm mình bớt nghĩ những cái tào lao. Đó là thanh tịnh quá ba nghiệp. Mà quý vị biết tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Mới nãy thầy nói rất là rõ về vấn đề đi hộ niệm. Là những người hộ niệm đó là đi hộ niệm không có đúng. Tới hộ niệm chút xíu, những cái người mà ngáp ngáp đó, những người mà sắp chết đó, người ta tạo ác nghiệp cả đời. Mình tới mình gieo cái nhân cho họ an lạc để tiến trình tái sinh họ tốt hơn. Chứ không phải họ tới họ làm cho mấy người đó vãng sinh. Nghe mà không có hiểu cái gì hết trơn á, trời ơi, đi viết cái câu hỏi gì trời, thì buồn quá đi.